Vâng, chào mừng quý vị và các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Dương Ô Tô, chuyên các cái dòng xe giá hợp lý giá rẻ cho mọi nhà. Và hôm nay thì em lại mang đến cho các bác một chiếc xe màu đỏ mận, một mẫu xe bán tải gầm cao máy khỏe, nhưng em bán cái con này chỉ giá 405 triệu đồng. Các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe bán tải, vâng, một cầu máy dầu đi cực phê luôn. Con này thì dành cho anh em nào gọi là mình mua về để gọi là làm ăn kinh tế thôi, chứ còn anh em chơi thì em khuyên anh em mua con cao tiền hơn một chút nhá, chứ cái con này thì nó thấp tiền quá, anh em không nên chơi. Vâng, một chiếc xe bán tải một cầu máy dầu, động cơ hộp số 6 cấp, chạy cực ngon và xe cực lành, với giàn lốp còn mới, sơn xi sạch sẽ và form dáng thì ok. Một mẫu xe dài với chiều dài là 5m2, kiểu dáng trẻ trung, mạnh mẽ, khỏe khoắn và xe thì đời 2017. Em này vừa mới về cửa hàng em xong và giá của em này thì rất là hời luôn, đã lên màn hình. Đấy, xe còn ngon, côn nhẹ số ngọt, máy chắc chắn, dàn lốp thì còn dày, gầm mẹ thì sáng và giá em này chỉ có 405 triệu đồng. Vâng, giá đây em báo là giá mức gọi là mức giá sàn đấy anh em nhá. Thế nên là anh em mà hỏi giá chuẩn hay không, giá ấy không thì đấy là một mức giá rồi. Thế nên anh em mà vừa thiện chí thì anh em có thể là qua cửa hàng xem xe trực tiếp và anh em thêm thảo luận lên một chút thôi. Và cái dòng này cũng là một cái dòng xe chạy vô cùng bền bỉ, vô cùng hợp lý dành cho những anh em nào muốn mua về để chuyên chở hàng hóa, chuyên đi lại trong phố, vừa gọi là vừa đẹp vừa sang để đi gia đình cũng như là kết hợp công việc làm ăn, thì đây là một sự lựa chọn cực kỳ hợp lý cho anh em. Con này thì đã là có lắp thùng thấp rồi. Đấy, có lắp thùng thấp và thùng thì còn rất là sạch sẽ, dàn lốp mới, chân ngon. Đấy, sắt xi gầm mẹ của xe thì không han mọt tí nào. Và em này em đang bán cái giá vô cùng hợp lý nên là anh em nào mà thích cái dòng này thì anh em có thể là qua lựa chọn luôn. Ford Ranger là một cái dòng xe bán tải mà bán rất chạy ở thị trường Việt Nam và được rất nhiều người yêu thích nhá, vì kiểu dáng vừa mạnh mẽ vừa trẻ trung, vuông vức. Đấy, xe thì option này cũng tương đối là hiện đại, kính điện 4 cánh, có màn hình đầy đủ, vô lăng tích hợp và xe thì côn nhẹ số vẫn ngọt và chạy vẫn là phê. Em này thì được cái là mặt ca lăng của xe thì còn luột là, đây các bác nhìn này, mặt ca lăng cực kỳ luột là luôn, logo Ranger Ford. Và xe thì tên tư nhân chính chủ biển Hải Phòng 15C28011. Đấy, anh em nào mà thích cái dòng Ford bán tải và muốn mua một chiếc xe để về gọi là vừa kết hợp công việc làm ăn cũng như là việc gia đình mà muốn mua xe giá rẻ thì đây là một sự lựa chọn cho rất là hợp lý cho anh em. Và xe thì đang có mặt tại Vũ Duy Ô Tô. Chiếc xe này em đang bán đến cái mức giá chỉ có nhá 405 triệu đồng cho anh em ạ. Vâng, xe thì còn chất cứng lét luôn. Và chiếc xe này thì bên em đang bán giá vô cùng hợp lý này, anh em nào mà yêu thì anh em có thể là qua cửa hàng lựa chọn luôn. Đăng kiểm của em này đến tháng 5 năm 2024. Đấy, form xe thì còn cứng và con này thì thua mỗi bản trên, đó là cái mặt mạ chrome thôi. Còn cái mặt này thì cũng là mặt sơn này thì anh em có thể là độ lên, ví dụ như là dán tem vàng, ví dụ như anh em dán tem đen trông nó hầm hố hơn, nhìn nó phê hơn và chất hơn. Còn đây là một cái dòng xe em này thì được cái là sơn sườn còn ngon, đấy, chất tôn còn căng và đèn đóm thì sạch sẽ. Là 2017 thì đến bây giờ là cũng đã được 6 năm rồi. Một chiếc xe 6 năm thì chắc chắn là nó cũng phải có chút năm tháng theo thời gian rồi, đánh bóng lại rồi. Thế nhưng mà được cái là em này thì còn rất là ok. Ví dụ anh em nhìn này, toàn bộ hai cái bên thân này, đấy, còn ok nhá. Đấy, đèn đóm đầy đủ sạch sẽ, đấy, trong luôn. Và tôn vỏ này, dày này, đấy, anh em ạ. Tôn vỏ xe rất là dày luôn. Em này thì đảm bảo cho anh em là keo chỉ là zin toàn tập. Đấy, toàn bộ là sắt xi của xe là còn nguyên và không có đâm đụng. Đấy, không va chạm tai nạn ngập nước nhá, và không có phần nguội. Cái này thì bên em cũng đã kiểm tra test hết rồi. Đây là cái đấy thì cam kết đảm bảo được cho anh em. Đấy, số đây là số gọi là kính còn zin. Đấy, số 2017 kính còn zin của Pocomo này. Đấy. Đấy, và dàn lốp thì cái dòng này là bản XLS nên là nó sử dụng la răng này nhá, chứ nó là không phải là la răng phay. Đấy, với dàn lốp Bridgestone, Dueler Bridgestone HT 2023 mới tinh, mới thay luôn. Đấy, mới thay đầu năm. Và cái lốp này là 255/70 la răng 16. Vâng, la răng 16 đây này. Đấy, la răng phanh đĩa phía đằng trước và đằng sau là phanh tăng trống. Cua lốp này, đấy, anh em nhìn này, led căng luôn. Vâng, như mới luôn, chỉ có bụi bẩn thôi. Cái này là chỉ có bụi bẩn thôi nhá, và không có mục mọt. Còn sắt xi thì anh em nhìn ạ, vâng, sắt xi nó căng nét luôn này. Đấy, 2016 và xe à 17, xin lỗi anh em, vâng, 2017 xe còn nữa rồi, ok. Bản này bản XLS nên là không có xi nhan tích hợp tay gương, nhưng mà được cái là gương của xe thì tương đối là to, khả năng quan sát dễ dàng, dành cho một chiếc xe dài đến 5m3 nhá. Vâng, em này thì được cái là cái bậc để chân này này, đấy, rất chắc chắn luôn, bậc để chân và tôn này.
Đấy, anh em nghe tiếng tôn này. Đấy, tôn vỏ của xe thì cực kỳ dày. À, cái này thì xe là không có bạt tỉa. Cửa này đóng này, chắc chắn luôn. Và nội thất bên trong xe là toàn bộ nội thất ghế da được khâu chỉ đỏ. Vâng, ghế da một màu và khâu chỉ đỏ led căng đến từ thương hiệu của Ford. Dòng này thì anh em về là cứ yên tâm là chỉ có việc là đi thôi, chứ không phải làm gì. Bảo dưỡng định kỳ thường xuyên là anh em cứ chạy phà phà cả năm cả tháng, không bao giờ phải suy nghĩ nhá. Chỉ có loanh quanh 400 triệu không hề cao một chút nào, anh em đã sở hữu ngay được một mẫu xe. Đấy, bán tải, phím tích hợp đầy đủ. Đấy, túi khí an toàn không thiếu nhá. Và này đầy đủ túi khí an toàn luôn. Và xe thì còn đây cái ok đây. Màn hình thì đã được lên màn hình Carfu rồi. Và có cần số đây, cần số sàn 5 cấp và 6 cấp. Và có cấp số lùi móc nhá. Đấy, xe thì còn chất thôi. Và cái dòng này thì anh em về là yên tâm là chạy, chỉ có chạy thôi. Đấy, làm ăn kinh tế, mua con xe giá rẻ về mình hồi vốn nó rất là nhanh. Và xe thì đang gọi là chạy được 11 vạn 2. 11 vạn 2 đây. Thời tiết bắt đầu nắng nắng rồi. Nắng trời hưởng nắng này là mua xe này nói là anh em được, kể cả mưa, kể cả nắng hay là gió rét hay là mưa những ngày nắng bão đấy, thì mình ngồi trên xe vẫn rất là yên tâm. Công việc nó vẫn trôi chứ nó không như là mình đi xe máy nhá. Và chở hàng chở hóa thì những cái dòng này nó là bán tải mà, nên là anh em có thể chở thoải mái đồ đạc các thứ mà không phải suy nghĩ gì luôn. Đấy, một mẫu xe bán tải giá rẻ bên em đang bán được mức giá chỉ có 405 triệu đồng. Đấy, anh em nào mà thích cái dòng này thì anh em cứ qua trực tiếp cửa hàng xem xe. Đấy, nội thất ghế da của xe này còn nét căng như này. Đấy, xem nào. Úi giời, cái này sao lại khó mở này. Vâng, cái này dính vào rồi. Vâng, thế còn nội thất ghế da này căng này. Và sàn thì em này toàn bộ là đều sàn da hết. Đấy, sàn da sạch sẽ nhá. Đấy, bậc khóa này chưa có động một tí nào luôn, cái chỗ mấu khóa này. Lốp thì toàn bộ dàn lốp trước hay là dàn lốp sau của xe thì đều là lốp 2023, lốp mới tinh. Cái dàn này là bác chủ bác ấy thay từ đầu năm, thế nên là anh em về là cũng không phải thay thế gì cả. Sắt xi là không có hàn mọt, đây anh em nhìn cái chất sắt xi là anh em biết ngay là xe nó hàn mọt hay không rồi. Còn toàn bộ cua lốp ở phía đằng trước hay là phía đằng sau thì nó đều như thế này đây, nó không hề có mục mọt, không hề lỗ chỗ nhá. Và gầm bên này, gầm bên này này, anh em nhìn này, toàn bộ gầm là không hề có han luôn, gầm đen sáng luôn. Đấy, gầm đen sáng luôn, ba bô lê thẳng tắp luôn. Đấy, không hề lỗi lầm. Còn về phần thùng thì là em này đang sử dụng là lắp thùng thấp nhá, lắp thùng thấp. Đấy, hàng đây chiều ngang 1m4, chiều sâu 1m5 và chiều cao là 60 phân. Anh em có thể chở được cực kỳ nhiều đồ. Sàn thùng nhựa này, đấy, anh em nhìn, sàn thùng nhựa cực ít dùng. Con này là một chiếc xe mà bác chủ có dùng mấy đâu, thế là thành ra thùng của nó còn rất là sạch. Đấy, toàn bộ hai đầu cột này, đấy, hai đầu cột của xe đinh hàn còn nguyên và các cái dấu là còn nguyên, chưa có động chạm. Vâng, chưa hề động chạm nhá. Hai bên đầu này, đấy, anh em nhìn, toàn bộ hai bên đầu đây. Và em này thì được cái là điểm cộng của cái dòng này là một cái dòng xe vô cùng bền bỉ, máy dầu số sàn, chạy cực căng luôn, mà giá nó chỉ có loanh quanh có 400 triệu thôi. Đấy, một mức giá vô cùng hợp lý so với một cái mẫu bán tải thời điểm này. Vâng, bán tải thì tầm loanh quanh khoảng 400 mà anh em mà mua được đời hẳn 27, 28 thì em hỏi là anh em là kiếm đâu ra đâu. Vâng, không thể kiếm đâu ra được. Đấy, lắp thùng đại phát kín khít luôn nhá. Và dàn đèn này trong vắt luôn này. Đấy, dàn đèn trong và không hề có lỗi ố mốc này. Đấy, đèn trong. Và cái đèn này cũng là đèn zin nhá, đèn nguyên vậy. Vâng, đèn nguyên bản đấy. Toàn bộ dàn đèn hay là gầm hậu với phía sau này. Đấy, anh em nhìn thấy gầm hậu phía sau có mắt camera lùi này. Đấy, và gầm đây. Anh em nhìn gầm này. Gầm nó còn led căng này mà. Đấy, gầm nó led căng, ống sáng loáng luôn nhá. Cổ vô sáng loáng luôn. Đấy. Không hề lỗi. Và cái dòng này thì em đang bán với mức giá vô cùng hợp lý nhá. Vâng, chỉ có 405 triệu đồng. Anh em đã sở hữu ngay được một chiếc xe Ford Ranger 2017. Đời cao, giá rẻ hợp lý, dàn lốp mới tinh. Đấy, dàn lốp chạy 1 năm mới tinh và xe lăn bánh là được 11 vạn. Mới thay dàn lốp lần thứ hai anh em nhá. Dòng này thì nói thật anh em là nhiều anh em ở hay sợ nó tua nó chạy nhiều. Em nói thật anh em thì những cái dòng này không ai chạy dịch vụ đâu mà nhiều. Vâng, người ta chỉ gọi là chở công đi làm ăn công việc thôi, chứ còn không ai đi chạy dịch vụ như taxi nhá. Thế nên là những cái dòng như này thì anh em yên tâm. Đấy, vì máy số nó còn zin cơ. Đấy, toàn bộ chỉ keo cánh thì đã kiểm tra rồi, bấm rồi. Thì cái này cũng là zin toàn tập. Đấy, và chỉ keo cánh là zin, nên là anh em yên tâm là không phải nghĩ gọi gì. Đấy. Và cái dòng này máy của nó là máy dầu 2.2, mức tiêu thụ khoảng tầm 8 lít.
dầu trên 100 km. Vâng, cũng là một cái mức tiêu thụ rất là ok. Lốp hai bên thì mới tinh, à lốp này. Đấy, và toàn bộ đều là lốp 2023 chứ không phải là lốp cũ nhá. Đấy, một dàn lốp mới luôn. Đấy, và anh em yên tâm chỉ có việc chạy. Con gầm thì sáng loáng luôn. Đây, gầm này. Đấy, anh em nhìn gầm này. Gầm xe sáng sạch, không hề lỗi lầm, không hề lỗi mốt tí nào. Đấy, em này thì được cái điểm cộng hết rồi. Đăng kiểm thì đúng tháng 5 năm 2024. Và dòng này thì vẫn là đăng kiểm 1 năm bình thường. Đấy. Anh em về là yên tâm là chỉ có việc chạy thôi. Nổ máy thì máy khỏe, hơi căng nét luôn. Máy lại còn zin nữa cơ. Anh em yên tâm là về là không bao giờ phải lo đến chuyện gọi là xe. Đấy, em để lên cái lên ngay. Và con này thì máy nó rất là chắc. Nghe cái tiếng máy dầu nó nổ cũng đã lực rồi. Và đây, có cam lùi cho anh em này. Đấy, cam lùi này. Móc lùi này. Đấy. Móc lùi có luôn nhá. Đấy, có cam lùi cho anh em. Đấy. Cái này thì màn hình đầy đủ này. Có nhiều chức năng tích hợp trên xe này. Và cái này thì đây anh em. Đấy, cần số thì rất là nhẹ nhàng và sạch sẽ nhá. Đấy, mặt táp lô xe còn đẹp, gạt mưa gạt kính là đầy đủ, hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, gương chiếu hậu có hết, đèn trần đèn đóm các thứ thì ok, không chê câu nào. Nói chung là với những cái tầm tiền như thế này thì cái dòng xe Forerunner vẫn là một cái sự lựa chọn rất là ok dành cho những cái mẫu bán tải giá rẻ. Forerunner XLS một cầu máy dầu. Đấy, con này chạy máy 6 cấp số, vừa lành vừa bền. Ui giời, mà lại giá thì vô cùng hợp lý luôn. Đấy, anh em nhìn động cơ máy dầu đó, nhìn rất là có lực luôn nhá. Máy tô đét luôn, không hề lỗi lầm. Máy số thì còn xin và không hề có thử kích ngập nước. Đấy, anh em về yên tâm là chỉ chạy thôi. Công nhận là con này mới thật. Toàn bộ vách phía bên trong này, anh em nhìn vách phía bên trong này. Đấy, vách phía bên trong. Và hai tay sườn đây, hai tay sườn của xe này nó còn như mới luôn này, đẹp luôn này. Và không có lỗi nhá. Còn những cái ốc bắt vít này thì chuyện bình thường anh em ạ. Vì là đèn thi thoảng lại được độ cái. Thế là những cái này thì là bình thường, không vấn đề gì. Đấy. Chất xe thì còn đẹp, led căng từng cm luôn. Và bên em đang bán giá rất là hợp lý ạ. Vâng, chỉ có nhá, con này là chỉ có 405 triệu đồng thôi. Xe thì còn ngon và vận chuyển đến tận nhà luôn cho anh em. Nếu anh em nào ở xa, vận chuyển tận nhà. Đấy, giao xe toàn quốc. Anh em yên tâm là chỉ có việc ở nhà nằm ra đấy và đợi xe về đến nơi thôi. Đấy, xe thì còn chất căng nét luôn nhá và không hề lỗi lầm. Con này máy dầu 2.7 nhưng mà máy nó còn rất là ok. Đấy, anh em nhìn dầu mà. Đấy, dầu nó còn đẹp như này mà. Nhưng mà riêng như những cái dòng như thế này thì anh em mua về là anh em cứ thay dầu đi. Để mà kiểm soát luôn được cái chất lượng dầu cho xe nhá. Mở vậy thôi chứ đóng cái là êm như mới luôn. Đấy, và anh em nhìn gầm này. Đấy, gầm xe này. Sáng loáng luôn, không hề lỗi. Đấy, máy gầm còn led căng. Đây là một cái mẫu bán tải mà giá rẻ bên em. Thế nên bác nào mà thích bán tải này, đời cao này, thích giá rẻ này, muốn mua một chiếc xe chất này thì alo cho em nhá. Vâng, rất vui khi được anh em có những chiếc xe vừa rẻ vừa ngon tại em Vũ Duy Ô Tô. Chuyên các cái dòng xe ngon lành bổ rẻ cho mọi nhà. Cảm ơn anh em. Và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ. Xin chào tạm biệt. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.